Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hai bài trước đây tôi đã hướng dẫn các bạn là cách để mà đăng ký một cái tài khoản Internet Mail của Gmail. Và sau đó là chúng ta có được tài khoản Gmail, chúng ta đã đăng ký thành công tài khoản của là Google Plus và Facebook. Thưa quý vị, công việc mà kiếm tiền trên mạng thì đòi hỏi chúng ta phải có nhiều tài khoản trên trên cái mạng Internet. Trong đó là chúng ta phải có những tài khoản của mạng xã hội như là Facebook. Và ngoài ra, như các bạn biết rằng á, là ở Mỹ này người ta còn chuộng thêm một cái mạng nữa là Twitter, một cái mạng mà hiện nay cũng được người Mỹ rất là ưa thích. Và đối với cộng đồng Việt Nam ta thì ít người biết đến cái mạng này. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để đăng ký một cái tài khoản là Twitter bằng cái địa chỉ Gmail của vị đã có. Thì hoàn thành xong các cái tài khoản này như là Gmail, Google Plus, Facebook và Twitter thì các bạn mới có thể kiếm tiền trên mạng được, bằng cách là viết quảng cáo hay là xem video hay là like cho các cái mạng xã hội. Để đăng ký mạng xã hội là Twitter thì các bạn sẽ nhập vào từ cái trình duyệt web là www đánh chữ trial đây rồi com. Sau khi vào được cái site này, cái mạng này thì chúng ta sẽ khai vào những thông tin cần thiết, và hiện nay tôi khuyến cáo vị là nên dùng mạng này, bởi vì hiện nay là mạng Facebook ở Việt Nam chúng ta tương đối là khó có thể tham gia được, vì bị chặn nhiều nhiều vấn đề. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng ký như sau. Như vị thấy tôi có tài khoản tôi đây, tôi sẽ tạm thời là thoát nó ra và tôi hướng dẫn vị cách để mà đăng ký vào. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nhập lại nha. Đó, đây là cái giao diện đầu tiên của mạng là Twitter. Thì nếu như bạn có cái tài khoản rồi, bạn nhập vào chỗ này, còn nếu mà chưa có thì chúng ta sẽ điền thông tin vào trong cái mục là sign up ở đây. Nên bạn cho full name, tên của các bạn vào đây. Ví dụ như tôi có cái tên là, như bạn thấy hôm trước đó tôi dùng là triệu phú từ internet, với cái tài khoản là Gmail là triệu phú từ internet, để triệu phú internet đi. Internet, ok. Rồi email chúng ta là email thật, là chúng ta dùng sử dụng chung cái tài khoản là Gmail mà chúng ta đăng ký ban đầu. Chúng ta nhập vào đây. Rồi thấy tôi có cái địa chỉ Gmail là triệu phú từ internet. Internet. Rồi tôi nhập cái password. Password thật mà của Gmail. Và sẽ nhập password vào đây. Và nhấn Enter. Thì bây giờ bạn đã vào được trong cái trang tiếp theo của cái trang của Trailer để mà ta khai những thông tin cần thiết. Full name là triệu phú từ internet, Gmail địa chỉ, rồi password. Bây giờ bạn chọn một cái tên username để mà nó hiện lên trên trên cái trailer. Thì tôi sẽ dùng cái chỗ này, triệu phú internet. Cho chỉ có mấy từ thôi. Thật đơn giản hơn. Mua mạng. Không được rồi. Thì phụ tôi test thôi. Rất thành thật luôn các bạn. Rồi.
Nếu tên này trùng rồi thì mình lại phải đổi số 2 đi. Rồi ok. Sau khi xong thì bạn sẽ nhấn vào nút là Create My Account. Và bạn sẽ nhấn nút Next để tiếp tục. Đặc biệt á, khi mà để xây dựng cái trang này, nó đòi hỏi chúng ta phải là click vào 5 cái follow cho 5 người chúng ta mới tiếp tục được. Thì nó sẽ cho chúng ta 5 cái follow này. Cái này nhấn vào follow. 1, 2, 3, 4, ok. Xong bạn nhấn nút Next để tiếp tục. Bước thứ hai là nó kêu bạn là phải tìm tiếp 5 người nữa. Thì bạn cứ nhấn đại ở đây. Nó cho chúng ta giống như một những cái thủ tục thôi, không quan trọng đâu. 2, 3, 4, 5, ok. Next tiếp. Bây giờ nó yêu cầu bạn bước thứ ba là bạn phải tìm kiếm 5 người mà bạn biết trên cái trader này. Mạng này thì bây giờ tôi khuyến cáo bạn là bạn cứ nhập cái tên tôi vào đi. Nó sẽ hiện ra thôi. Dễ hơn tại vì tôi đã xây dựng rồi. Như thế này bạn search thử nha. Search thử đây. Được một người bạn cứ follow nó cái rồi tiếp tục rồi bạn tìm tiếp nè, như là Tony Hiếu Dương, bạn lại search tiếp cái nữa đó, mình thấy không, follow 2 rồi Dương Trung Hiếu, search tiếp cái nữa đó, mình ra một đống người nè ha, bạn cứ follow thoải mái đi, đủ 5 thôi. Rồi nét tiếp. Tới bây giờ bạn phải add cái upload cái email, một cái hình của bạn lên. Xin lưu ý là muốn kiếm tiền trên mạng internet thì điều quan trọng nhất ngoài việc có tài khoản là bạn phải có cái hình, nó gọi là avatar, một cái hình này bạn để lên để mà sau này bạn mới có thể là kiếm tiền được, nó mới gọi là hợp pháp. Bạn sẽ upload nó vào lên đây, tôi chọn ra cái hình nào đó ở đây, ví dụ như cái ảnh này. Rồi hình nó bắt buộc bạn là phải nhỏ hơn 700 kg, hình này quá lớn thì chọn cái hình khác, hình nhỏ hơn chút xíu, ví dụ như tôi chọn cái hình này đi, nhỏ hơn. Rồi tôi sẽ bấm done. Như vậy là bạn hãy xem nó bắt kêu bạn á là phải confirm một cái email, nghĩa là nó email nó gửi cho bạn rồi bạn confirm nó lại thì nó mới chấp nhận được. Bây giờ chúng ta sẽ check mail. Đây bạn thấy, tôi sẽ kiểm tra cái mail của tôi nha. Mình đã kiểm tra trong cái phần là không có. Rồi bây giờ tôi sẽ nhấn đây nè, resend lại tiếp tục. Rồi chúng ta đợi đi, có chúng ta sẽ confirm. Nhưng trước mắt là bây giờ chúng ta đã, như vậy là chúng ta đã thành công trong cái việc là có được một cái tài khoản là trial. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái bài đầu tiên là làm cách nào để kiếm tiền được từ trên mạng internet. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách dễ nhất là click vào các quảng cáo bằng cách là nhấn nút like cho các cái trang Facebook hoặc là các cái follow cho cái trial, và bấm nút like cho những cái video trên YouTube. Thì đó là cách dễ nhất và các bạn sẽ được học từ từ những cái bài từ đơn giản đến phức tạp. Chứ một lúc các bạn không thể nào mà gọi là mong muốn là được bước lên trời được, cho nên các bạn phải chịu khó, cứ
làm theo tôi từng bước một, thì tôi tin rằng trong vòng là từ 10 ngày đến nửa tháng là các bạn sẽ thành thục hết tất cả các cái chiêu thức cũng như các phương pháp mà kiếm tiền trên mạng. Bây giờ chúng ta sẽ chấm dứt cái bài này đây và chúng ta sẽ tiếp tục bài tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video vừa rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.